Chào tất cả các quý vị nhá. Tức là sáng nay có một trường hợp hỏi tôi là cái cửa cuốn cao phủ bì là 3,5 mét. Cao phủ bì là 3,5 mét này. Và rộng phủ bì 5160 này. Năm phẩy mười sáu mét, tức là có người hỏi tôi là cửa cuốn là cao là 3,5 mét, rộng là 5,16 mét, giá bao nhiêu? Thì tôi cũng tính toán cái bộ này cũng như là các cái giải pháp để các vị chọn khi mà lắp motor thì giá như nào, không motor giá như nào, cũng như là các cái cửa có kích thước khác thì các vị có thể nhân tương tự, có thể tự dự toán và tính toán được cho bộ cửa nhà mình. Đấy. Còn về cái màu cửa thì nó có màu xanh này, đấy, màu ghi này, hoặc là màu vàng kem thì các màu khác thì các vị có thể truy cập vào đường link website là vinata.group.vn để xem. Trong trường hợp các vị đặt hàng có thể liên hệ theo số 0982802286 thì cái đường link website tôi có để bên dưới thì các vị vào ghép để xem. Thì bây giờ tôi trở lại với bộ cửa, tính toán là bộ cửa này giá bao nhiêu thì chúng ta cùng nhân nhá. Chúng ta lấy 5,16 này, rộng nhân cao là 5 mét vuông đúng không? Nhân với 3,5 này. Thì chúng ta nhân là 5,630 này, 0 nhân 3 này, 5,1 bằng 5 nhân 3 bằng 8 này. 5,525 này. Đấy. 30 bằng 3,618 này. 8 nhân 1 này. 31 bằng 3 nhân bằng 4 này. 35 15 này. 0 này, 6 này. Nhân 1 là 0 này, nhân 1 xong bên 8. Nó là 18,06 mét vuông thì tôi tính làm tròn là 18 mét nhá. Đấy. 18 mét vuông này, đấy. Thì cái đơn giá chúng ta có thể nhân với là cửa thì nó có loại là 550.000 có, rồi 500 có, 600 có. Thì ở đây tôi tính cái loại rẻ nhất là 500.000 đồng một vét nha. Thì các vị nhân với 500.000 này. Thì một nhân này chúng ta nhân 5840 không nhân 451 bằng 549, bộ cửa này là 9 triệu. Đấy. Đây là loại cửa cuốn loại rẻ nhất, 9 triệu, là chúng ta có thể bao gồm dây này, giá này, khóa này, đấy. Là chúng ta có thể đóng lên đóng xuống và khóa cửa được. Trong trường hợp các vị muốn lắp motor thì các vị cộng thêm 5 triệu nữa. Nếu mà thêm motor này, đây là kéo tay, là các vị kéo tay được. Còn các vị muốn thêm lắp motor thì thêm 5 triệu nữa nha. Thì thêm 5 triệu nữa. Đấy. Trong trường các vị muốn lắp motor thì thêm 5 triệu đấy, thì tổng nó sẽ ra là 14 triệu đấy. Còn có loại cả motor cửa này to thì là lắp motor 5 triệu, còn các loại cửa khác nhỏ hơn thì motor nhỏ hơn thì có thể mua loại 4 triệu rưỡi cũng được đấy. Video này tôi đã tính xong cái bộ cửa cuốn có kích thước là cao là 3, phủ bì là 3,5 mét, rộng là 5,16 mét. Nếu các vị có hỏi gì cứ để lại bình luận bên dưới. Còn với các cửa nhà các vị kích thước khác thì các vị có thể tự nhân với các kích thước nhỏ hơn thì nó ra cái đơn giá nó sẽ như vậy, và nó sẽ đơn số tiền nó sẽ thấp hơn đấy. Hoặc là nếu mà cửa to hơn thì nhân đơn giá nó như thế này thì nó sẽ ra số cao hơn đấy. Video này tôi kết thúc ở đây, cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video khác nha.